bóng đến vị trí của anh Tuấn là Thành phố Hồ Chí Minh gặp nguy hiểm và đã có bàn thắng mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. 1-0 cho Sông Lam Nghệ An. Người ghi bàn là số 11 Phan Anh Tài. Phan Anh Tài chỉ việc đặt dấu chấm để tạo thành chữ Y. Trước đó thì các đồng đội đã làm tất cả những gì tốt nhất để tạo ra bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Đội bóng chơi tốt hơn đã có được bàn thắng mở tỷ số. Đây, vâng, một pha xử lý không tập trung chút nào của số 4 Phạm Anh Quân. Tôi nghĩ là sẽ có sự thay đổi người ở vị trí số 4 Phạm Anh Quân bên phía 15 Thành phố Hồ Chí Minh. 4 lỗi liên tục và rất may là chỉ có một bàn thắng xảy ra thôi. Anh Quân, Bá Hưng. Thêm một còi dành cho U15 Sông Lam Nghệ An và đột phá phạm lỗi rồi, rất lộ. Quả đá phạt đền dành cho Sông Lam Nghệ An. Đúng đột phá là của Lê Đình Long Vũ số 16. Lê Đình Long Vũ đã đi bóng vào giữa hai cầu thủ áo đỏ, buộc Trần Bá Hưng phải thực hiện động tác phạm lỗi. Và đây là một động tác quá lộ. Vào. Tỷ số trận đấu là 2-0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An. Đây là niềm vui của các cổ động viên Sông Lam Nghệ An ở trên khán đài sân vận động Bình Dương. Các đại diện của bóng đá Nghệ An luôn khiến cho những đội bóng khác phải ganh tị khi họ luôn có được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán đài. Quang Lực và phối hợp rất hay. Goal! Và tổ chức tấn công như đã tập của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An và họ đã nâng tỷ số lên 3-0 và cú hat-trick dành cho Phan Anh Tài. Phan Anh Tài đã có được những bàn thắng rất dễ dàng bởi vì trước đó các đội của anh đã phối hợp quá hay. Anh Tài hầu như chỉ việc đặt dấu chấm lên chữ Y mà thôi. Rất dễ dàng cho anh Tài đệm bóng vào khung thành trống khi tất cả các cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả thủ môn Nguyễn Tân đã bị đánh bại. Ngày hôm nay anh Tài rất may mắn. Tất nhiên cũng phải kể đến việc các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã quá ăn ý, họ phối hợp với nhau như đã tập, chuyền không cần phải quan sát nhiều. Hữu Trọng